Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kiếm xem video kiếm tiền trên điện thoại nhé. Và một là đổi về ví Momo, hai là các bạn có thể rút thẻ cào đến app điện thoại nhé. Thì ok, cái đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể ấn vào đấy và đăng ký nhé. Thì sau khi các bạn ấn vào cái link mình để dưới phần mô tả thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái trang web như thế này. Thì việc đầu tiên các bạn cần làm đó là phải đăng ký tài khoản nhé. Thì đăng ký thế nào thì các bạn hãy nhấn vào dấu ba gạch và nhấn đăng ký cho mình nhé. Tên đăng nhập thì các bạn hãy gõ tên đăng nhập của các bạn vào. Ví dụ như mình đây, mình sẽ gõ là ok nhé. Email các bạn muốn đăng ký email nào thì các bạn sẽ gõ email của các bạn vào nhé. Ok, đến cái phần ví Momo này thì các bạn hãy nhập cái số điện thoại đăng ký ví Momo của các bạn vào đây nhé. Ok, mật khẩu thì các bạn điền mật khẩu như bình thường nhé. Mình sẽ phép che mật khẩu của mình. Ok, về cái phần ID giới thiệu thì các bạn ấn một link nó sẽ có ID giới thiệu nhé. Các bạn đi giới thiệu thì các bạn sẽ lấy cái ID giới thiệu của các bạn sẽ đưa cho bạn bè hoặc người thân của các bạn để các bạn nhận tiền giới thiệu nhé. Còn nếu các bạn thấy cảm thấy yêu quý mình thì các bạn có thể nhập mã giới thiệu của mình cũng được. Mình cảm ơn. Ok, sau khi đăng ký xong các bạn nhấn vào tôi không thay đổi được các thông tin đã nhập nhá. Các bạn nhấn tích vào, xong các bạn nhấn đăng ký. Và ok, khi các bạn đăng ký xong thì nó sẽ đăng nhập vào một giao diện như thế này nhá. Để kiếm được tiền thì các bạn nhấn vào chữ kiếm tiền màu xanh này. Sau khi ấn vào chữ kiếm tiền màu xanh thì nó sẽ đưa cho các bạn một cái video YouTube. Thì việc các bạn cần làm để nhận tiền thì các bạn chỉ việc xem video YouTube này thôi. Bấm vào video YouTube. Đây là bất động sản thì điều diễn biến tích cực. Tính dây đường dưới nhá, khi các bạn tạm dừng thì nó sẽ không nhảy dây. Các bạn phải bắt buộc các bạn phải xem thì nó mới nhảy dây. Khi nào hết cái dây dưới này thì nó sẽ cộng tiền cho các bạn nhé. Vì là số dây quá lâu cho nên mình sẽ cắt video nhé. Thì ok, cái video nó sắp hết rồi. Và khi nào hết cái thời gian dây này thì nó sẽ cộng tiền cho các bạn nhé. Ok, các bạn nhấn nhận quà ngay và số dư của các bạn đã được cộng lên ở trên phần số dư này. Mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một cái cách kiếm tiền nữa trong con app này, đó là giới thiệu bạn bè nhé các bạn nhé. Khi các bạn giới thiệu được một người thì các bạn sẽ nhận được 100% là 1.000 đồng vào số dư của các bạn và 10% số tiền người được mời sẽ vào cái tài khoản của các bạn. Ví dụ như bạn bè của các bạn tải link theo cái link của các bạn giới thiệu thì được 100.000, họ kiếm được 100.000 thì các bạn được 10.000, họ kiếm được 1 triệu thì các bạn sẽ được 100.000 nhá, nhân với cái số lượt giới thiệu của các bạn. Đây là mình sẽ kéo xuống dưới là đây là top kiếm tiền của những người đăng ký app này chơi nhá. Đó, cũng đơn giản thôi, chỉ việc xem video là có tiền. Cái thứ hai, các bạn sẽ giới thiệu bạn bè, giới thiệu được nhiều thì các bạn sẽ được nhiều thôi. Một ngày nếu mà các bạn chăm chỉ sẽ kiếm được từ 150.000 đến 200.000 nhá. Thì đây là những cái top kiếm tiền mà họ đã kiếm được 7.600, 7.400, rất nhiều phải không ạ? Thì đây là những cái tài khoản mới được tạo vừa rồi đây. Đây là những cái tài khoản mới. Thì đến cái bước các bạn quan tâm nhất đúng không ạ? Đó là rút tiền về tài khoản. Thì sau khi các bạn đủ 10.000, các bạn sẽ nhấn vào phần đổi quà cho mình nhé.
trong cái phần đổi quà này nó có hai hình thức rút tiền, đó là ví Momo và nạp thẻ điện thoại. Thì các bạn ví dụ như các bạn muốn rút về Momo thì các bạn sẽ nhấn vào ví Momo nhé, và cái số điện thoại các bạn đăng ký lúc đầu đó là cái số điện thoại đăng ký ví Momo của các bạn luôn. Thì khi nào các bạn đủ 10.000 thì các bạn chỉ cần bấm vào đổi quà và các bạn tiền nó sẽ về tài khoản của các bạn nhé. Cái thứ hai là nạp thẻ điện thoại. Nạp thẻ điện thoại thì các bạn cũng nạp trực tiếp vào cái số các bạn đăng ký ngay lúc đầu nhé. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn một con app kiếm tiền trên di động bằng việc xem video. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy để cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công.